Lâm Đồng, bắt ba thiếu nữ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ để cá độ bóng đá. Công an Lâm Đồng khởi tố, bắt giam ba thiếu nữ tuổi đôi mươi trong vai cò bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng cá độ bóng đá và tiêu xài. Ngày 24 tháng 11, Thượng tá Phạm Xuân Thủy, trưởng phòng cảnh sát điều tra PC01, Công an Lâm Đồng cho biết vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam ba thiếu nữ tuổi đôi mươi trong vai buôn bán bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng cá độ bóng đá và tiêu xài. Ba bị can bị bắt gồm Phan Thị Kim Lộc, 20 tuổi, ngụ khu Hòn Bộ, P12, thành phố Đà Lạt, Huỳnh Nguyễn Hà Vi, 19 tuổi, ngụ tổ dân phố Thái An, P12, thành phố Đà Lạt, và Nguyễn Ngọc Huyền My, 19 tuổi, ngụ đường Cô Giang, P9, thành phố Đà Lạt. Trước đó, từ tháng 8-10.2021, Công an Lâm Đồng và Công an thành phố Đà Lạt nhận được đơn tố giác tội phạm của trên 10 bị hại, tố cáo một nhóm thiếu nữ có hành vi câu kết với nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất hơn 10 tỷ đồng, người ít vài trăm triệu đồng. Tổng số tiền các bị hại khai báo bị chiếm đoạt trên 13 tỷ đồng. Bước đầu các bị can khai mùa bóng đá Euro diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2021, Lộc tham gia cá độ bóng đá bằng tiền nhiều trận trong giải, số tiền cá cược từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Thậm chí có một trận số tiền cá cược 1 tỷ đồng. Để có tiền cá độ bóng đá, Lộc chủ mưu lừa đảo bằng hình thức giả làm cò đất, tìm người bán, người mua rồi cùng ra công chứng đặt cọc, mua bán sang tên, sau đó kiếm cớ, lật kèo, lấy được tiền của người mua đất và chiếm đoạt luôn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất rồi tiếp tục đem bán hoặc cầm cố. Quá trình làm cò đất, Lộc còn thuê một chiếc ô tô có tài xế riêng, mỗi tháng trả 20 triệu đồng để chở cả ba đi lại. Thuê khách sạn cùng nhau ăn ở để thể hiện đẳng cấp. Lộc nhờ Vi, Mi tham gia giúp sức một số vụ lừa đảo. Cụ thể, Vi thực hiện làm giả các lệnh chuyển tiền của ngân hàng bằng điện thoại di động. Sau khi có được họ tên, số tài khoản của người cần chuyển khoản, Vi sẽ sử dụng phần mềm để thay đổi thông tin, số tiền, số tài khoản, thời gian chuyển tiền và làm ra một lệnh giao dịch chuyển tiền giống y như lệnh giao dịch thật của hệ thống ngân hàng. Trên thực tế, không hề có các giao dịch này. Sau khi lừa chiếm đoạt được tiền của các bị hại, cả ba chia nhau tiêu xài. Lộc khai, phần lớn số tiền chiếm đoạt được đã chung chi do bị thua cá độ bóng đá, còn lại tiêu xài cá nhân. Hiện Công an Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra vụ án ba thiếu nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng.